Khác với những vườn xoài khác ở miền Tây, tại khu vườn này, những trái xoài được khoác lên mình chiếc áo mới vô cùng độc lạ. Bằng phương pháp che chắn ánh sáng từ túi bao trái, nét chữ thư pháp tài lộc được các nhà vườn khéo léo in trên trái xoài với màu xanh đỏ bắt mắt. Sau 2 năm nghiên cứu và áp dụng in chữ trên trái xoài không mấy thành công, thế nhưng nhờ sự đam mê học hỏi, trong dịp Tết năm nay, nhà vườn này đã có thể cung ứng ra thị trường hàng ngàn quả xoài in chữ thư pháp tài lộc với chữ xanh chữ đỏ đặc trưng. Đây là một trong những nhà vườn đầu tiên áp dụng kỹ thuật tạo phần chữ nổi có màu đỏ trên quả xoài ở miền Tây. Đó là mình cũng không có nghĩ rằng nó sẽ đưa lên được chữ. Khi đó một cái bao là nó bị lủng một cái lỗ như thế này, là mình thấy nó có một cái phản xạ ánh sáng nó xanh xanh vô đi. Cho nên mình mới là nghĩ rằng là cái nét chữ nó sẽ là nó mình in cái chữ nó phản xạ vô, mình sẽ lên in được cái chữ. Từ túi bao trái dùng để chống côn trùng đột phá, nay nhà vườn kết hợp thêm phần chữ thư pháp bên trong tài lộc, rồi dùng nó bao quanh trái xoài. Ngoài giống xoài với phần da xanh truyền thống, năm nay giống xoài Đài Loan có màu đỏ tím cũng được người dân lựa chọn để làm xoài in chữ thư pháp với màu đỏ đặc trưng. Theo các nhà vườn, để cho ra những trái xoài in chữ đẹp mắt thì khâu chọn trái là quan trọng nhất. Chỉ những trái phát triển tốt, đồng đều, không bị trầy xước mới được chọn. Sau khi xoài đậu trái được 100g, nhà vườn sẽ tiến hành bao trái lần thứ nhất để tạo phần màu nền. Đến khi còn 15-20 ngày cắt bán sẽ là thời gian lý tưởng để tiến hành cho bao chữ thư pháp. Mình được cái hình dáng của đầu cái trái rồi, đó là mình sẽ tạo cái trái cho nó lên cái màu của màu vàng, xong rồi đó mình mới có hình dáng của cái trái xài, nó có cái dốc rồi đó, mình sẽ lấy cái dốc của mới vào mình mới tháo ra mình xem thử coi cái dốc của cái trái xài nó có cái hình dáng như thế nào để mình có thể tạo cái nét chữ mình muốn đưa vô cái nét chữ chỗ vị trí của cái mình trái xài đó. Cho nên là mình phải chọn, rồi xong đó mình chọn xong rồi mình mới là in cái chữ vô để mình phản xạ ánh sáng để nó lên cái chữ thôi, chứ mình cũng không có làm gì để cho nó vẽ gì trong đó hết. Dưới tác động của ánh sáng, những khe hở trong bao trái xoài sẽ quang hợp với ánh sáng mặt trời để tạo cho trái xoài có màu chữ nổi rất đặc biệt. Mỗi trái xoài có chữ khi thu hoạch có trọng lượng từ 800g tới 1,5 kg, được bán với giá 150.000 đến 200.000 đồng một trái. Dù giá có cao gấp hàng chục lần so với xoài thường, nhưng thị trường vẫn ưa chuộng. Điều đặc biệt là màu sắc và chữ trên trái hoàn toàn tự nhiên, được tạo ra từ phản xạ ánh sáng chứ không minh màu hay quá chất, nên sau khi chưng vẫn có thể đem ra ăn như xoài bình thường. Việc những nhà vườn nhạy bén để tạo nên những sản phẩm riêng không chỉ mang đến một cái Tết sung túc cho người trồng, mà còn mang đến diện mạo mới cho thị trường trái cây chưng Tết. Tài lộc, sản phẩm như lời chúc mừng, được nhà nông tài hoa gửi tới người tiêu dùng gần xa, một năm mới đầy thuận lợi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã có quyết định công bố dịch cúm AH5N1 trên gia cầm. Đồng thời địa phương cũng đã ban hành kế hoạch chống dịch nhằm triển khai nhanh đồng bộ các giải pháp chống dịch, không để dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng. Các địa phương khác nếu phát hiện cần tiêu hủy những con gia cầm đã chết và nuôi cách ly số còn lại để chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính thì tiêu hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng hỗ trợ miễn phí vaccine tiêm phòng tại vùng dịch và vùng bị uy hiếp đối với các hộ chăn nuôi có quy mô tổng đàn từ 2.000 con trở xuống. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2018, dịch cúm AH5N1 xuất hiện trên đàn gà 400 con của ông Điền Văn Kiều, ấp 4, xã Long Sơn, nhưng chủ hộ không báo cho ngành thú y mà tự mua thuốc về điều trị và bệnh dịch tiếp tục lây lan sang đàn vịt. Đến ngày 3 tháng 1, đàn vịt 5.500 con của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Lệ Thủy, ấp 4 Long Sơn, chết 3.600 con. Khi đó, người dân báo cho ngành thú y để tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả đàn vịt của bà Hồng và bà Thủy nhiễm cúm AH5N1. Ngành chức năng đã phối hợp với địa phương, chủ hộ, tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh. Thưa bà con, thêm một thông tin không vui nữa vừa được chúng tôi cập nhật khi mới đây 1.200 con heo tại Tiền Giang đã bị tiêu hủy vì dịch lở mồm long móng. Như vậy là tại các tỉnh miền Tây chúng ta đang xuất hiện cả 3 loại dịch nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm là cúm AH5N1, cúm AH5N6 và lở mồm long móng. Với những thông tin mà chúng tôi liên tục cập nhật như thế này thì bà con hãy chú ý hơn đến việc vệ sinh vườn ao chuồng nơi nuôi nhốt gia súc gia cầm.
cần theo dõi chặt vật nuôi và khi thấy có biểu hiện nghi vấn, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, tiêu hủy nếu cần thiết. Hãy phòng dịch hơn chữa dịch quý vị nha. Thưa bà con, như chúng tôi đã đưa tin trong chương trình ngày hôm qua, sau ảnh hưởng của trận bão số 1, hàng chục hecta dưa hấu của nhiều bà con ở Cà Mau đang ngập sâu trong biển nước. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến thời điểm Tết Nguyên Đán. Đáng lý đây là lúc bà con nông dân đang phấn khởi và tất bật chuẩn bị thu hoạch cho vụ quan trọng nhất trong năm, thì nay mọi thứ coi như mất trắng. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều hộ dân giờ vẫn chỉ biết cố gắng vớt vát lại những gì có thể và hy vọng vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để có thể tiếp tục canh tác vào những vụ sau. Phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại địa phương để ghi nhận những tâm tư từ chính những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất. Suốt những ngày qua, bà con nông dân dù không còn hy vọng nhiều nhưng vẫn dồn sức bơm nước cứu ruộng dưa. Mùa dưa Tết năm nay quá đắng, đắng vì tiền bạc bỏ ra mất trắng, đắng vì cả công sức lam lũ bao ngày đã không kịp tránh họa thiên tai. Chính quyền có ấy mấy bơm đó, ở đây cũng mua dầu bơm ba cái máy mà bơm kịp, nó tràn bờ. Mấy anh em cùng súng lại tác nhé. Thống kê sơ bộ của xã Lý Văn Lâm, sau đợt mưa vừa qua, 68 hecta trồng dưa hấu đều thiệt hại từ 50% trở lên, nhiều hộ thiệt hại trên 65%. Cá biệt có 4 hecta của 3 hộ trồng theo hình thức việt gáp do vỡ bờ nước tràn sau một đêm mất trắng. Nói như anh trồng cũng 3 công, mà vốn như bỏ ra giờ nó cũng khoảng từ 25 triệu. Thì tới thu hoạch nếu mà suôn sẻ thu hoạch chắc cũng có khoảng 70. Bây giờ là mất trắng đó. Giờ đây với chiều chắc có thể chứ không ra đây nữa đâu. Chùm thấy nó đau lắm. Vốn liếng giờ chủ yếu con nhiều đó, mà giờ vô đó hết thì giờ đâu còn gì nữa đâu. Đau lòng chứ sốt vậy. Bây giờ chồng chị giờ không dám ra ruộng luôn đó. Ra là thấy ông nhốt ruộng cũng không dám ra ruộng luôn. Những ruộng dưa đã gần 2 tháng, bà con đang phấn khởi chăm bón cho mùa Tết, thì nay phải khắc phục hậu quả do mưa bão, theo dõi tình hình để mót những trái dưa còn lại qua đợt ngập úng này. Thưa bà con, năm nay có thể nói là một năm không mấy suôn sẻ đối với các nhà vườn tại miền Tây chúng ta, bởi những loại nông sản được mùa thì mất giá thê thảm, số ít còn lại được giá thì lại mất mùa vì mưa lũ lớn, thời tiết cực đoan. Mặc dù vậy thì trong bức tranh ảm đạm đó vẫn có những điểm sáng khi ngành chăn nuôi lại cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Nếu như cá tra đang có giá cao kỷ lục trong 20 năm qua, thì những ngày gần đây giá lươn, cá lóc nuôi cũng liên tục tăng, khiến cho nhiều hộ nuôi phấn khởi. Thời điểm cận Tết, gia đình anh Bùi Văn Hiền ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự xuất bán 2 ao nuôi cá lóc thương phẩm. Sau hơn 4 tháng thả nuôi, anh Hiền xuất bán hơn 35 tấn cá lóc cho thương lái. Hiện giá cá lóc thương phẩm dao động từ 34.000 đến 35.000 đồng một ký. Trừ tất cả chi phí, mỗi ký cá lóc người nuôi lợi nhuận từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Với 35 tấn cá lóc xuất bán ngay thời điểm cận Tết, gia đình anh Hiền thu lợi nhuận gần 150 triệu đồng. Hiện diện tích thả nuôi cá lóc thương phẩm trên địa bàn huyện Hồng Ngự khá lớn. Người nuôi cũng chủ động thời gian thả nuôi để xuất bán vào dịp Tết Nguyên Đán, với mong muốn giá cá thương phẩm ở mức cao nên nguồn cung cá lóc là khá dồi dào. Việc có thêm lợi nhuận khá ngay thời điểm cận Tết Nguyên Đán khiến cho người nuôi cá hết sức phấn khởi, có thêm chi phí mua sắm trang bị nhà cửa đón Tết cổ truyền. Lợi dụng địa hình phức tạp của vùng sông nước miền Tây, bà con thường neo đậu phương tiện đánh bắt, di chuyển khu vực ven sông. Các đối tượng trộm cắp đã thừa nước đục thả câu, gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn và không hề để lại dấu vết gì. Những tưởng mọi chứng cứ sẽ trôi theo con nước sau mỗi vụ trộm, thế nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng nay 7 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ thành công băng trộm đường sông manh động này. Ba đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản gồm Trần Văn Sang 38 tuổi, Huỳnh Văn Sáng 38 tuổi và Nguyễn Văn Trung 27 tuổi cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Sang rủ Sáng mang kìm cộng lực cắt khóa thực hiện 3 vụ trộm bỏ máy có giá trị của người dân trên địa bàn huyện An Minh. Trong lúc đem đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Đối tượng Trung cũng bị bắt giữ ngay sau đó với vai trò đồng phạm. Cả ba khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp vỏ máy trên địa bàn huyện An Minh, đem bán được hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Minh đã thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Ai là bị hại trong các vụ trộm nói trên, ngay lúc này hãy liên hệ với công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang để được giải quyết.
Thưa quý vị, mặc dù đang giữ số tài sản giá trị tới hàng trăm triệu đồng, thế nhưng một cặp vợ chồng ở Vĩnh Long lại chủ quan, ngủ qua đêm tại căn chòi tạm vì nhà đang xây dựng. Vâng, đây chẳng khác nào là mang mỡ, dân miệng mèo, khi ngay vào sáng hôm sau, chiếc giỏ sách và số tài sản khủng đã không cánh mà bay. Rất may cho nạn nhân là cơ quan công an sau đó đã nhanh chóng bắt được hai tên đạo chích gây ra vụ việc. Ngày 7 tháng 1, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Ân, 32 tuổi, ngụ xã Tân Quế, huyện Bình Tân và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Nhân, 30 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào tối ngày 27 tháng 12, chị Nguyễn Thị Linh, 37 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và chồng là anh Nguyễn Văn Mười, 51 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cùng ngủ tại căn chòi tạm gần nhà đang trong giai đoạn xây dựng ở xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đến khoảng 3 giờ 20 phút ngày 28 tháng 12, chị Linh phát hiện chiếc túi sách để trên đầu nằm bị mất trộm nên đến cơ quan công an trình báo. Theo chị Linh, bên trong chiếc túi sách có gần 97 triệu đồng tiền Việt Nam, 200 đô la Mỹ, 5.100 đô la Đài Loan, dây chuyền trên 17 chỉ vàng 18K. Một điện thoại di động, một thẻ ATM và các loại giấy tờ quan trọng khác. Qua điều tra, lực lượng công an xác định hai đối tượng Nguyễn Hoàng Ân, Phạm Văn Nhân là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận lợi dụng đêm khuya và vợ chồng chị Linh ngủ say, cả hai đã đột nhập vào căn chòi trộm cắp số tài sản trên. Được biết Nhân có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm. Ân có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã thu hồi được số tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Khi nói đến mẹ chồng nàng dâu thì nhiều người sẽ nghĩ ngay về những mâu thuẫn bất đồng vốn đã rất nổi tiếng và phổ biến xưa nay. Ấy vậy nhưng cũng không thiếu những cặp mẹ chồng nàng dâu lại tâm đầu ý hợp mà điển hình như cặp đôi sau đây. Là mẹ chồng và con dâu, thế nhưng hai người phụ nữ này lại rủ nhau cùng đi buôn ma túy để bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời. Và với hành vi này thì chiều qua ngày 6 tháng 1, Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã vừa bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Ngọc Oanh, sinh năm 1972, ngụ ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng Công an huyện Hồng Ngự bắt quả tang đối tượng Võ Thị Như Ý, sinh năm 1994, ngụ ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, đang bán ma túy cho Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1988, ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Lực lượng tiến hành kiểm tra nhà bà Phạm Thị Ngọc Oanh, là mẹ chồng của Như Ý, thì phát hiện 4 hộp nhựa, bên trong có 38 gói chứa tinh thể trắng và 2 bịch ni lông để trong vỏ thuốc hero. Bà Phạm Thị Ngọc Oanh cũng thừa nhận 38 gói và 2 bịch ni lông chứa tinh thể trắng là ma túy đá do bà mua về để bán cho con nghiện.